Kính thưa đồng bào quý mến, Thiên Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đã hiện ra nhiều lần và làm phép lạ nhiều lần kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay là 10 tây tháng 6 năm 2014. Chúa Giêsu kêu gọi tất cả người Việt Nam chúng ta hãy mau mắn nghe lời thánh giống khuyên bảo là mau mau ăn năn sám hối lập công chuộc tội, đồng thời xin Thiên Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi của mình, cùng lúc làm việc lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có thời gian. Vì thế, đồng bào hãy mau mắn đồng hành cùng thánh giống chúng tôi thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Khắp nơi trên quả địa cầu sẽ có loạn lạc, chiến tranh, động đất, tsunami và nhiều tai nạn kinh hoàng, khủng khiếp, khốc liệt. Và đương nhiên, quả địa cầu này sẽ được nắng lại. Đó là ý của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Cần làm như thế để cứu rỗi nhân loại. Nhất là để cứu rỗi những người nào đã và đang bị đày đọa, áp bức, hành hạ bởi những kẻ gian ác. Giờ đây, những người gian ác hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội gấp. Những kẻ nào cố chấp kiêu ngạo, chậm trễ, thì lần lượt những kẻ đó sẽ bị trừng trị bởi định luật công bình bác ái tồn tại của càn khôn. Và đương nhiên, những kẻ đó sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ nhiều ngàn năm kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Đây là hình ảnh quỷ Satan hiện ra. Cha Trời Giêsu cho chúng hiện ra trên mây để cho đồng bào nhân loại so sánh. Đây là mặt quỷ Satan. Và đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây. Đây là hình màu gốc. Và đây là hình làm màu đậm hơn. Và đây là hình của những anh hùng chiến sĩ do Chúa Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và đây là hình khuôn mặt Chúa Giêsu, hình làm màu đậm hơn. Và đây là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta được Cha Trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo và hướng dẫn chúng ta, cũng như an ủi chúng ta, người Việt Nam. Đây là ông Rồng và bà Phụng. Đây là ông bà Tổ chúng ta. Đã được Cha Trời Giêsu cho tỏ hiện ra trên mây, trong lúc thánh giống chúng tôi cầu nguyện cùng đồng bào chúng ta ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Và đây là hình ảnh đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được Cha Trời Giêsu cứu bởi hồng ân của Ngài. Nước Việt Nam nằm trọn trong hình ảnh chim bồ câu, tức là chim phụng hoàng. Nơi đây sẽ xảy ra những cơn động đất kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Tsunami nước biển sẽ dâng tới mây và ảnh hưởng tai hại khắp quả địa cầu. Những sự việc này xảy ra, lúc đó chỉ có Cha Trời Giêsu là đứng duy nhất có thể cứu rỗi chúng ta mà thôi. Vì thế chúng ta cần chuẩn bị từ bây giờ. Chúng ta cần thông báo cho tất cả nhân loại được biết về những phép lạ này. Nhờ đó mà nhân loại sẽ mau mau sám hối gấp. Để rồi nhờ đó mà nhân loại sẽ được nhiều người sẽ được cứu rỗi bởi hồng ân của Cha Trời Giêsu. Một lần nữa nhớ những gì thánh giống chúng tôi nhắc nhở. Đồng bào Việt Nam chúng ta không được phép chậm trễ nữa. Nói riêng và nói chung, tất cả đồng bào nhân loại không được phép chậm trễ nữa.
mà hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội gấp khi mà chúng ta còn có thể, còn có thời gian. Nhớ những gì tôi cảnh báo theo lệnh của Cha Trời Giê-xu, bảo tôi cảnh báo như thế. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào nhân loại chúng ta, nói chung và nói riêng. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào Việt Nam thân thương quý mến của chúng ta ở khắp năm châu, và nhất là ở tại Việt Nam.